Vừa qua tại Đà Nẵng, trên 300 doanh nghiệp đến từ 16 tỉnh thành khu vực miền Trung Tây Nguyên đã có buổi kết nối giao thương thông qua hội nghị kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực miền Trung Tây Nguyên với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại do Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, khu vực miền Trung Tây Nguyên tổ chức. Đây là hoạt động thuộc chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2022 với chuỗi các hoạt động kết nối giao thương, trưng bày giới thiệu sản phẩm nhằm đẩy mạnh hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp tục sản xuất, kinh doanh, kết nối cung cầu giữa các doanh nghiệp với các nhà phân phối, doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi thông tin về việc thông quan đối với các mặt hàng nông sản, trái cây tươi từ Việt Nam, hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông sản, các tiêu chuẩn đảm bảo đủ điều kiện xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Úc, tập trung thảo luận các giải pháp, định hướng hỗ trợ các địa phương khu vực miền Trung Tây Nguyên về kết nối, quảng bá, tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm nông sản mang tính bền vững. Cũng trong dịp này, Cục Xúc tiến Thương mại phối hợp với các thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Úc tổ chức chương trình kết nối giao thương trực tiếp giữa các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam với các nhà phân phối tại các thị trường Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Úc để thúc đẩy xuất khẩu vào các thị trường này. Theo các tham tán thương mại, tiềm năng xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam sang các thị trường như Hoa Kỳ, Úc, Hàn Quốc là rất lớn. Để hàng hóa nông sản Việt Nam đến gần hơn với người tiêu dùng nước ngoài, thì các địa phương, người trồng và doanh nghiệp cũng cần quan tâm sản xuất những sản phẩm phù hợp với yêu cầu, quy định của từng thị trường. Chúng ta đã biết rằng là 98% cái doanh nghiệp của Việt Nam là doanh nghiệp vừa và nhỏ, và các doanh nghiệp này nằm rải rác ở các địa phương thì rất là lớn. Để mà hỗ trợ các doanh nghiệp này xúc tiến xuất khẩu một cách hiệu quả thì Bộ Công Thương đã có những cái kế hoạch để mà triển khai đồng bộ nhiều cái chương trình và nhiều giải pháp xúc tiến thương mại. Thứ nhất, Bộ Công Thương sẽ hỗ trợ nâng cao năng lực cho các hiệp hội, ngành hàng để mà có thể là hỗ trợ tốt hơn những cái doanh nghiệp thành viên của mình. Nếu như mà hỗ trợ một cách hiệu quả các doanh nghiệp các hiệp hội thì các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp cực nhỏ các địa phương thì cũng sẽ được hưởng lợi từ cái chương trình này. Thứ hai nữa, đó là Bộ sẽ tăng cường những cái hoạt động xúc tiến thương mại mang tính quốc gia, mang tính vùng miền và mang tính bao trùm. Và qua đó thì là có thể là hỗ trợ tốt hơn, hiệu quả hơn cái nhu cầu xúc tiến thương mại của các doanh nghiệp ở địa phương, giống như là những cái hoạt động ngày hôm nay. Thứ ba nữa thì là Bộ đã chỉ đạo cho các cơ quan, các đơn vị liên quan của Bộ Công Thương là triển khai đồng bộ những cái hoạt động tập huấn đào tạo các doanh nghiệp ở các địa phương trong từng cái lĩnh vực một để mà có thể là tận dụng hiệu quả nhất cái cơ hội mang lại thị trường. Khi mà Covid đã dần dần được kiểm soát và thị trường quốc tế dần dần được mở rộng. Song song với hội nghị kết nối giao thương, hơn 300 doanh nghiệp đang cung ứng nguồn hàng chất lượng cao cho thị trường trong nước và xuất khẩu đến từ 16 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung Tây Nguyên đã tham gia khu trưng bày giới thiệu trực tiếp tới người tiêu dùng trong nước và du khách quốc tế những sản phẩm tiêu biểu, tiềm năng xuất khẩu của mình, tiếp cận và nắm bắt thị hiếu người tiêu dùng, từ đó có kế hoạch sản xuất kinh doanh thích ứng với xu hướng thị trường. Theo ban tổ chức, khu trưng bày đã thu hút khoảng 15.000 lượt khách trong nước, quốc tế đến tham quan mua sắm trong suốt thời gian diễn ra của sự kiện. Công ty chúng tôi mong muốn là mang những sản phẩm đặc trưng, những sản phẩm thế mạnh đến giới thiệu cho cái hội nghị này. Muốn đó là nhận được cái sự kết nối, hợp tác của các đối tác trong và đặc biệt là ngoài nước, cho ra những cái đơn hàng nữa thực tế để giúp cho doanh nghiệp chúng tôi cũng như là doanh nghiệp Đắk Lắk là ngày càng vươn cao và bay xa, đặc trưng quốc tế. Theo ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương đã và tiếp tục đồng hành cùng các địa phương trên cả nước nói chung và các tỉnh, thành phố miền Trung Tây Nguyên nói riêng để đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hỗ trợ phát triển thị trường ở cả trong nước và thị trường quốc tế cho các sản phẩm có thế mạnh của các địa phương. Việc triển khai các đề án cấp quốc gia về xúc tiến thương mại, hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã ở các địa phương là hết sức cần thiết nhằm kết nối giao thương, tăng cường kết nối cung cầu nội địa, tiêu thụ sản phẩm trong nước, đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước với sức tiêu thụ của người dân. Đồng thời hỗ trợ các nhà cung ứng địa phương kết nối với các doanh nghiệp chế biến, thu mua xuất khẩu, các tổ chức xúc tiến thương mại quốc tế. Qua đó, các sản phẩm tiềm năng của các địa phương tại Việt Nam sẽ dần thâm nhập và phát triển tại thị trường quốc tế. Việc tổ chức thành công hội nghị kết nối giao thương lần này đã cung cấp thông tin, giải pháp hiệu quả thiết thực giúp các doanh nghiệp khu vực miền Trung Tây Nguyên đẩy mạnh cung ứng hàng hóa trực tiếp vào các mạng lưới phân phối trong nước, ngoài nước và tham gia hiệu quả chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu, đồng thời quảng bá hình ảnh quê hương và con người của 16 tỉnh thành đến với du khách trong và ngoài nước.